Ở trên màn ảnh của chúng ta thì uh, Đây sẽ là một cái cơ hội dành cho Chao Che ở cái rack thi đấu này Giải nam là bắn xong rồi thưa các bạn Và Ở trên bàn Ở trong rack thi đấu đầu tiên Của set 1 trận đấu này Thì chắc chắn rằng là Chao Che sẽ có cho mình quyền kiểm soát rồi Nắm rất kỹ với con bì mục tiêu số 1 Với con một mà không chết thì sẽ là cơ hội mở ra dành cho đối thủ ngay và Wei Jushin đã thực hiện thành công con bi mục tiêu số 1 rồi. Con bi số 6 là thừa đường luôn chứ không phải là chỉ có đường. Thừa đường luôn. Thoải mái để cho Wei Juxian có thể xử lý. Rồi ra con 7 quá đẹp luôn. Điều cái chính xác. Hai bi mục tiêu cuối cùng để có thể mang về điểm số dành cho Wayuzien. Cầu thủ Wayuzien đang thi đấu cực kỳ là bình tĩnh. Không có vội vàng bất cứ một giây một phút nào cả. vâng trận đấu ngày hôm qua theo giờ mỹ thì đối với cả các bạn khán giả mà có cổ vũ fedogos đúng thật là một trận đấu rất là đáng tiếc gấu nga lại vô tình bị tê ở trong cái trận đấu quan trọng nhất là trận đấu bán kết những con bi này thì không có gì khó khăn nữa rồi tỷ số rất có thể sẽ được nâng lên thành là hai một dành cho cơ thủ chao cheu Từng con bi một đều đang được xử lý rất chính xác bởi cầu thủ Chao Che Chúng ta đã trải qua 20 phút của trận đấu, tỷ số vẫn đang cân bằng một đều. Không như trận đấu của Victor Zielinski. 10 phút 2-0. tình huống chặt băng cho con bi số 2 rất chính xác của cầu thủ Wei Yuxian đang tính rất kỹ đường cho con bi số 3. Sẽ là làm con bi 3 chạy mượn má bi 4. Ô oh, đúng là mượn thật nhưng mà không thành công tới từ Wayu Jian. US Open thì mình cũng không rõ 100% là ngày nào, như là chỉ khoảng khoảng tầm 1 2 ngày nữa thôi là bắt đầu rồi thì phải. Và Chao Cheju đã có cho mình một tình huống xử lý con ba rất là tuyệt vời. Và wow, rất tuyệt vời tới từ cơ thủ Chao Cheju. Và đó là một tình huống giải quyết hình bi rất tuyệt vời của Wei Yuxian. hai thợ bia à bắn với nhau thì chúng ta là chắc chắn sẽ được xem rất là nhiều highlight một con bi số 3 chạy đường xa không thành công tới từ Wayu vẫn có đường vẫn nhìn ra đường luôn không biết là có đường đủ để ăn không đây con bốn đang nằm tương đối là nhạy cảm và wow không sai một phát nào luôn nhưng lại bắn lỗi mất rồi có thể là con bi cái nó đã đi uh, sượt uh, nhẹ vào má của con bốn hoặc là hết thời gian ở trên góc máy quay thì uh, trông có vẻ như là không chạm con bốn nhưng mà có lẽ phải nhìn thật kỹ lại thì thì mới uh, mới biết được và con bi số 5 Cả Chao Che Yu lẫn Wei Yu Xian đều không ai thích ăn con bi số 5 à ừ, Vâng, chung kết thì sẽ diễn ra vào lúc uh, 3 giờ sáng luôn thưa các bạn 3 giờ sáng 3 giờ dạng sáng ngày mai Nhưng con bi số 6 nó đang vẫn ra là một cái tình huống nó vẫn khá là 5 năm thua vị trí này là một vị trí không đẹp chút nào cả nằm ở uh, cửa mom như thế kia thì uh, tình huống xử lý nó vẫn cần phải được chính xác và xử lý chính xác ôi xử lý chính xác tới từ trao chơi du rồi nhưng mà chính xác tôi thì là chưa đủ à... không nha, thưa các bạn <laughs> hai cơ thủ này không phải là chị em nhé còn <laughs> chị em họ nữa. câu chuyện đó thì uh, cá nhân mình không đủ có được cái, cái 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 kiến thức nó sâu đến như vậy để biết được rằng liệu rằng có phải chị em họ hay không pha này cầu tay hơi với một xíu nhưng không có vấn đề gì cả vẫn là một tình huống xử lý rất là mềm mại cho con B9 đang phải đo đạc cho một cái ý tưởng có thể sẽ là đánh phòng thủ tới từ uh, cơ thủ uh, Wei Jushen. Hình ra con hai nó vẫn khó vậy nên là wow vậy là đánh tấn công luôn chứ không phải đánh phòng thủ. Cân hay dò 10 nhưng mà gọi cái lỗ bên phía tay phải thì sẽ là đó là một tình huống quá tuyệt vời vậy là không phải là gọi lỗ 10 bên phía tay phải mà là gọi cái lỗ tít chúng ta đã được xem rất nhiều những cái pha highlight như thế này rất là tuyệt vời một con ba chạy đường xa thôi xong rồi như này là hết rồi hết chưa ok cũng có thể là hết rồi đấy con sáu thì cũng sẽ còn đường Nhân tiện đây thì mình cũng sẽ xin được cập nhật cho các bạn khán giả có quan tâm về bảng xếp hạng của các vận động viên full, đặc biệt là nữ, là top 100 thế giới. thì Khoan đã, chúng ta hãy cùng tới với con bi số 1 này của Chao Chê Du đã vào. Wow, 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 con bi số 1 cũng đã rơi xuống lỗ thôi, nhưng mà nhân tiện thì tiện đường công tác ăn luôn con bi cái cho nó cẩn thận sự cố rất là đáng tiếc của đội ngũ sản xuất bên Predator và cộng con 10 thành công rồi pha này thì không có gì cả không có gì phải nói cả con hai con 10 đứng rất gần nhau đo đạc một tí thôi là cộng ầm ầm luôn và đây sẽ là một cái cơ hội để cho Chao Yu có thể bắt đầu những tình huống đánh tấn công của mình con hai về lỗ xa đưa con cái vòng qua cái khe bốn không không vòng qua được cái khe 46 rồi bởi vì chắc là nếu như mà vòng qua cái khe đó thì sẽ mất má ăn hai mất vậy nên là buộc phải tác động vào con bốn thôi và sau đó là điều cái hướng con tám về cũng cái lỗ tương tự luôn đẹp chưa đẹp luôn thưa các bạn rất tuyệt vời sẽ có thể là một tình huống ra ngọn là dứt tay tới từ cầu thủ Weizhuan dứt khoát thôi. Vâng, đúng là sẽ dứt khoát một chút để kéo cái chạy hẳn hai băng nổi ra. Quá là tuyệt vời. Con số 7 chính xác. Kéo cái về vượt mặt 9 ăn con 8. Tuy nhiên, chỉ cần có một sơ hở thôi là sẽ đánh rơi chiến thắng ngay. và ôi vừa mới nói xong thưa các bạn và bây giờ sẽ phải là một tình huống sút tê của cầu thủ trao chê Yêu với con bi mục tiêu số 1 này và suýt chút nữa cũng ăn được cho mình con một luôn chắc chắn là con con bi này cũng sẽ không có vấn đề gì đâu Ngắm rất là kỹ tới từ Wei Yuxian. Không dám chắc chắn 100% về cái tình huống vừa rồi. Và nếu như mắc sai lầm là đi luôn. Vậy nên là cũng sẽ cần sự cẩn trọng. Xin thêm thời gian tới từ Wei Yuxian Khi mà phải ngắm con hai này hơi bị kỹ. Một cái ánh mắt rất là tập trung tới từ cơ thủ Wei Yuxian, Nhưng mà... Oh... Oh ra con ba hơi sượng rồi. Một con bi rất là sượng của cơ thủ Wei Chen và đúng thật là cơ thủ người đài đã tự làm khó chính mình, không thể làm gì khác được trong tình huống này. Và một cú ra ngọn cực kỳ là dứt tay của cơ thủ Chao Chenyu nhưng mà lại ra má con năm nó hơi cũng lại hơi sượng một chút cái này thì cầu tay đặt rất là xa người sẽ phải rất là dướn thậm chí là nối chuôi của gậy sau đó lại còn phải mượn thêm cây lết nữa nhưng mà đánh trái tay tới từ cơ thủ trao chê ở đó là một tình huống xử lý trái tay rất tuyệt vời của cơ thủ người Đài Loan trao chê -yô. có ý tưởng rồi và wow, ý tưởng đánh tấn công quá tuyệt vời của cầu thủ chao chê yu và liệu rằng là có hết hình hay không đây con cái rơi xuống lỗ sau cú bắn của chao che yu ôi con chín lắc cửa lỗ rất đáng tiếc dành cho wayu xiên con bi số 9 nó thật sự quá là vô tình với chị gọi cho mình cái lỗ tít bên trái phía trên và trông có vẻ như là sẽ tìm đường để có thể thực hiện một pha a băng vậy là cân bi có đường để cân luôn và cân thành công. Ôi, chính xác tới từ Chao Cheyu. Đánh chắc cú từng con bi một. Con bốn lỗ xa. Ok, được xử lý thành công tới từ cơ thủ Chao Cheyu rồi và sẽ yêu cầu trọng tài lau con bi cái lại. Năm bi mục tiêu cuối cùng còn lại ở trên bàn để cho cơ thủ Chao Cheu có được cho mình chiến thắng và sẽ là điền tên vào trận chung kết. Từng con bi một được xử lý rất là chính xác. Con 7 này trong tầm tay rồi, không có sai số nào cả. Vẫn sẽ có ý tưởng dành cho cơ thủ Chao Cheyu rồi. Liệu rằng có kịch bản nào không đây? Có biến số nào không đây? Và không có biến số nào cả. Và chiến thắng Trung cuộc Quốc... hay chưa đây rồi. Chiến thắng Trung cuộc hay không đã dành cho cơ thủ người Đài Loan Chao Cheyu rồi. Một cái ôm rất là tình cảm của hai cơ thủ đồng hương người Đài Loan.